8, 9. Xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.